cùng xem màn TV cập nhật những thông tin mới nhất về mảng công nghệ trong tuần này nha. Trợ lý ảo của Google đã chính thức có mặt tại Việt Nam nhưng mà chỉ hỗ trợ smartphone hệ điều hành Android thôi, trong khi thiết bị iOS thì phải đợi đến tuần sau lận. Đây được xem là trợ lý ảo đầu tiên do một công ty nước ngoài phát triển, và trợ lý ảo này có thể hiểu nè, tương tác và thực thi câu lệnh của chúng ta bằng tiếng Việt luôn. Google Assistant được giới thiệu lần đầu tiên tại hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I.O. 2016. Khi mới ra mắt, trợ lý ảo này được tích hợp ứng dụng tin nhắn Google Allo và loa thông minh Google Home. Sau đó thì nó có mặt trên Google Pixel, Pixel XL trước khi xuất hiện trên nhiều thiết bị thông minh khác. Tương tự các phiên bản ngôn ngữ khác thì Google Assistant tiếng Việt có thể hỏi đáp thông minh, lên kế hoạch, kết nối với gia đình và bạn bè của chủ sở hữu thiết bị, gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó hoặc mở ứng dụng bằng giọng nói. Ứng dụng có chức năng tương tự như Google Now trước đó, với khả năng tìm kiếm, đặt lịch và báo thức, nhưng thể hiện sự vượt trội hơn khi có thể tương tác trực tiếp với người dùng thay vì chỉ nhận lệnh một cách bị động. Mới đây, tại sự kiện ra mắt hôm ngày 6 tháng 5, Google Assistant phiên bản tiếng Việt nhận được đánh giá tích cực từ những chuyên gia công nghệ và người trải nghiệm. Cũng theo Barnes, giám đốc sản phẩm tại Google cho biết, Google Assistant với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và máy học Machine Learning sẽ liên tục học hỏi được thói quen của người dùng và tối ưu trong thời gian tới. Đối với một sản phẩm phần cứng, ra mắt tức là đã hoàn thiện, nhưng với một phần mềm thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và bây giờ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều với chúng ta rồi đúng không nào? Chúng ta chỉ cần cập nhật ứng dụng Google mới nhất trên Android và cài đặt. Tiếp theo thì chỉ cần la lên OK Google hoặc là Hey Google để kích hoạt trợ lý ảo bằng tiếng Việt. Sau đó thì tha hồ tìm chỗ uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn, tìm đường đi, tìm chỗ vui chơi và tất tần tật những cái gì mà chúng ta muốn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ xây dựng Google Assistant tiếng Việt đã đem đến cho người dùng những trải nghiệm ngôn ngữ chính xác và linh động.